Hãy đến với em. Anh sẽ đến ngay đây. Trời ơi, cái giường mà anh làm như cái hồ bơi vậy, nhảy cũng đẹp nữa. Đôi môi em thật gợi cảm. Anh yêu em đó, baby. Anh có thể nằm xuống được không? Nằm như vậy mỏi cổ quá. Đi. Anh có thể chọt nhẹ đôi bàn chân vào chiếc chăn gió ấm được không? Dạ được chứ. Anh có thể chụm kín chúng ta bằng cái mền này được không? Vy à, dậy ăn sáng con à. Vy, con gái nè, cục cưng, dậy nè, ba pha cà phê cho con uống nè. Vy, Vy à, Vy, gì vậy con? Uống cà phê. Ủa ba hả? Ba nè, ba pha cà phê cho con uống nè. Ủa trời Dạ, ơi, như vậy. sao nay bà mặc áo sơ mi trắng vậy? Thì lâu lâu ba mặc vậy cho ba đẹp. Ba muốn cưa sừng làm nghe hả? Cái gì đâu, cưa sừng làm nghe thì mặc vậy giống như ba hồi tin vậy đó. Muốn được mặc áo sơ mi trắng rồi nha. Cái gì nữa? Ba đừng mặc áo sơ mi trắng rồi nha. Là sao? Ba đừng có mặc áo sơ mi trắng nữa nghe. Ủa gì kỳ vậy? Không lẽ tối ngày cuộc đời tôi mặc màu đen? Tôi nghĩ là cái chiến lược PR của mình có một sự thay đổi để mình bán chạy hơn cái lớp 8 này. Dạ, theo như em nghĩ á thì cái chiến lược PR này mình đúng là như anh nói, phải thay đổi một chút xíu. Đồ điên. Thật Sao suy nghĩ vậy chứ? Cái gì vậy Vy? Thiên. Vy, gì vậy? Bị ai ức hiếp hả? Dạ, không có. Có bị ai ức hiếp không? Dạ không có bị gì hết. Đã nói rồi, có chuyện gì nói cho chú nghe. Con đi pha cà phê sữa cho chú nha. Tôi uống cà phê. Dạ cà phê. Cà phê có bị gì không vậy? Dạ không, con con nha. Có bị gì không? Nó bị cái gì chắc luôn rồi nè. Bà kêu tôi ra đây có chuyện gì vậy hả? Sao không nói năng hết trơn vậy? Có cái mặt bà kia thờ thẫn đờ đẫn không có miếng sức sống hết trơn. Không biết sao luôn á, mà sao tôi thấy ghê quá à. Ghê cái gì? Sao lúc nào tôi cũng thấy hết trơn á. Làm gì? Gì tôi cũng thấy nha. Đi toilet tôi cũng thấy. Thấy gì? Bà ám ảnh ai hả? Ê nó nghe nè, rồi bà đi cúng kiến thầy bà gì chưa? Cái gì cúng kiến? Thì bà nói bà ám ảnh đó, là bà thấy ma đó. Không phải ma quỷ. Ý tôi nói trai á. Cái gì? Trai hả? Cái gì? Nhỏ nhỏ thôi, làm gì đây vậy? Ê, bà đừng có nói với tôi là cái mối tình 2772 đúng không? Không hả? Không phải. Cái gì 72 dữ vậy? Mới có ba mấy tuổi hả? Ba mấy tuổi nào? Thì không biết sao nữa. Nhưng mà sao tôi có thấy hoài à? Âm mạch tôi nghĩ á, chắc là do có khi nào trên công ty tôi làm việc nhiều quá rồi cái tối tôi về tôi bị ám ảnh không, chứ sao mà kỳ vậy ta? Mối tình công sở đúng không, mà còn đơn phương nữa. Bà Vy ngày xưa hiền lành dễ thương của tôi đã mất tiêu rồi. Không phải, trời ơi, không biết nói sao cho bà hiểu nữa. Nói gì, thôi khỏi nói gì nữa hết á. Tôi nhìn thấy bà là hả, thấy những biểu hiện của người đang yêu lắm luôn rồi đó. Mặt á thì đỏ lên,
Mà em nói nghe nè, đứng gần ổng á, bà có thấy tim bà đập mạnh không? Có chút chút. Có không? Vậy là bà đang yêu rồi đó.